Chồng của con mất mà không biết giờ mất. Sau đó gia đình liên tiếp xảy ra nhiều việc. Thì con hỏi thầy, thế thì anh có mất ngày trùng không? Nếu có thì làm cách nào để không kéo theo những người sống vì 4 năm mà 4 cái tang? Ở đây xin thưa các vị, cái quan điểm về ngày trùng thì thật ra đối với trong Phật giáo không có cái chuyện này. Tất cả chúng ta chết là tùy nghiệp chúng ta mà đi. Nếu duyên nghiệp đã tới thì chúng ta phải chấp nhận. Cái mối quan hệ của chúng ta mỗi người có nghiệp riêng, không thể vì cái ngày chết của người này mà dẫn đến cái chết của người khác được. Chẳng qua nó có một sự trùng hợp mà chúng ta gọi đó là ngày trùng, tức là cái sự đó, sự quyết định của tất cả sinh mạng của chúng ta. Ở trên đời này ai là người biết ngày chết bao giờ? Rất khó những người biết ngày chết. Chỉ có một vài người tu niệm Phật biết trước giờ giảng sanh, hoặc một số bậc thầy tu đắc đạo thì cái này mới có thể xảy ra, chúng ta biết trước thôi. Chứ còn đây đâu có ai biết giờ mất của mình. Nhưng mà xin thưa các vị, ngày giờ mất không là vấn đề quan trọng. Cái đó là đến giờ chết là mình phải chết thôi, không có cách khác được. Giờ nào, ngày nào và tháng nào cũng có người chết cả. Đó là quy luật đương nhiên. Thành ra ở đây chúng ta không dựa vào cái này mà chúng ta khủng hoảng tâm lý. Xin thưa các vị, vấn đề ngày trùng đó chẳng qua là cái vấn đề này theo phong tục tập quán hay quan niệm về tín ngưỡng của người Trung Quốc mà nó ảnh hưởng đến chúng ta thôi. Người phương Tây họ đâu bao giờ biết cái chuyện này. Đối với người phương Tây họ đâu bao giờ biết ngày trùng giờ gì, giờ gì, giờ gì. Họ đâu có đâu. Họ chết như thế nào họ làm phần lớn là họ dồn hết vô ngày Chủ Nhật. Như thế cái ngày Chủ Nhật họ rảnh rang để họ thực hiện tất cả các việc, cho dù việc cúng bái nghi lễ cũng vậy. Thành ra ở đây cái ngày giờ này nó lệ thuộc vào văn hóa của phương Đông, của Trung Quốc thì chúng ta không lệ thuộc lắm. Đừng vì cái chết của một người mà chúng ta suy nghĩ lệch lạc, thành ra vô tình chúng ta trách cứ hoặc chúng ta nói những điều không hay cho người quá cố, là cái điều này do chúng ta nhận thức lầm lạc mà ra. Một khi chúng ta đã có quan niệm lầm lạc rồi thì nó sẽ dẫn đến nhiều điều mê tín và hệ lụy sau đó. Các vị có nhớ tôi kể một câu chuyện rất đau lòng của gia đình chúng tôi mà ngày xưa khi người ta nói về cái việc này á, tôi đã kể đâu đó cho các vị nghe là cái ngày mà hơn 20 năm về trước á, thì tôi có một đứa cháu mà nó té xong chết á, thì 3 ngày sau mới tìm được nó. Thì khi đem xác về thì các vị biết cái người ở trong xóm yêu cầu như thế nào. Người ta kêu tôi á, là phải lấy bẻ gai bưởi á, đâm vào hai con mắt nó, cái lấy ốc bu á đẩy vào hai con mắt nó, rồi mới lấy cái giải chài á, rồi mới bó lại như thế để nó đừng thấy đường về nhà. Cái quan niệm của người ta là nghĩ như thế. Các vị biết đó, chúng ta có những quan niệm tà kiến như vậy. Tại sao khi sống là con cưng, khi sống là cháu cưng, rồi khi chết á mình sợ nó về nhà hay không? Tôi nói thật, nếu nó về nhà càng tốt, nếu sự thật là được là như vậy. Chứ đừng có suy nghĩ như vậy. Ủa tại sao sợ nó về nhà? Lý do gì? Và lý do gì để chúng ta làm điều này? Một chúng sinh đâu có thể về hay không bằng cái cách đó được. Tùy nghiệp của chúng sinh thọ sinh, chứ nó đâu có được quyền quyết định chuyện đó đâu. Cho nên đây là những quan niệm tập quán tà kiến như vậy. Tôi dứt pháp tôi không làm. Tôi nói cứ chấp nhận liệm xác bình thường như bao nhiêu người khác. Có bất cứ chuyện gì tôi hoàn toàn đứng ra chịu trách nhiệm. Nhưng làm gì có chuyện đó. Mình là người học Phật quá rõ ràng, hiểu biết về chuyện này. Làm gì có những chuyện bậy bạ như vậy theo quan niệm của người ta. Mà chúng ta làm như vậy chúng ta không thấy đau lòng xót dạ sao? Con chúng ta, cháu chúng ta thương như máu như mủ của chính mình. Nhưng mà tại sao khi chết vì một tà kiến của ai đó, có những người đành lòng lại làm những điều đó, mà làm có đúng không? Vừa bất nhân mà vừa bất nghĩa đối với cái chết của một người thân chúng ta. Cái này tà kiến mà đem đến chúng ta như vậy. Rất có thể một người thân làm điều đó không mang cái nghĩa ghét con ghét cháu mình, nhưng mà vì người khác nói bậy nói bạ mà chúng ta không đủ hiểu biết để chúng ta làm một cách bừa bãi. Như vậy thì về ngày chết, ngày chôn, ngày tẩn, ngày liệm, có thể nhiều khi chúng ta hiểu không tới. Cho nên vì cái chết đôi khi làm đau lòng biết bao nhiêu người sống của chúng ta, cắn đắng không biết bao nhiêu người, xử lý tệ hại không biết bao nhiêu thứ từ những cái chết cái sống ngày giờ này. Cho nên các vị sống trong một thế kỷ mới, chúng ta bớt đi những phong tục tập quán mà có tính cách là không hẳn là như thế, để chúng ta đừng làm đau lòng, đừng làm đau khổ những người còn sống.
Vì người chết mà chúng ta làm bận lòng người sống quá nhiều. Hiểu được Phật pháp, chết hay sống là quy luật tùy nghiệp của mỗi con người, không vì người chết ảnh hưởng gì đến người sống của chúng ta, hay là cái chết của người này ảnh hưởng đến cái chết của người kia cả. Nghiệp đó tới là như thế nào cũng vậy. Như vậy có những khi tai nạn, cả gia đình người đó chết hết, thì chúng ta nói là do cái gì? Cái chuyện này không thể lý giải được bằng những cách đó. Cho nên các vị bớt đi những vấn đề mà suy nghĩ lệch lạc như vậy, rồi làm chúng ta bận lòng. Bởi vì chúng ta quá quan trọng cho cái sống của mình. Kỷ niệm sống của chúng ta nó quan trọng đến độ mà chúng ta bất cần này kia kia nọ, bất cần nhân nghĩa, bất cần lễ giáo. Đôi khi một lời tà kiến của một người á thì làm chúng ta nghe, mà một lời chánh kiến của một người chúng ta lại không nghe. Bởi vì người mê tín tà kiến, cái nó nói chết, nói sống, nói nghèo, nói giàu. Còn người nói chân thật, người ta đâu có nói chết, sống, nghèo, giàu. Cái đó là người ta đánh vào tâm lý của những người tham, mà người ta nói những cái đó cho chúng ta khủng hoảng về tâm lý. Còn nếu chúng ta sống nhân nghĩa đạo đức, tin sâu vào nhân quả, chúng ta làm gì sợ ba cái đó? Đâu phải do một ai nói những điều đó mà nó xảy ra như thế. Chúng ta không đủ lòng tin, cho nên chúng ta làm những chuyện rất là lỗi đạo trong cái mối quan hệ của chúng ta. Vấn đề này các vị nên nghe lại cái bài giảng thầy giảng tại Hải Phòng, Hà Nội. Đó là bài giảng mê tín và chánh tín, thì các vị rõ vấn đề này. A Di Đà Phật.